Chào các bác, clip hôm nay báo giá cho các bác toàn là loa ngon thôi. Vâng, một dừng loa JBL vừa mới cập bến sắp đặt trần ngày hôm nay thì em sẽ tổng hợp và em sẽ lên một cái clip chung để báo giá cho các bác những cái cặp loa JBL trong buổi ngày hôm nay. Có một cái cặp loa Mỹ khác, cặp Infinity thì nó riêng ở đây, em sẽ quay trước cho các bác. Và các bác đang xem video clip thì nhớ cho em một like để em có động lực làm tiếp những cái video khác để cho các bác chúng ta cùng xem, cũng như là những cái sản phẩm audio sẽ tiếp cận đến anh em nhiều hơn. Và cặp này em sẽ quay cái cặp Infinity đầu tiên cho các bác chúng ta cùng xem. Vâng, thưa các bác, đây là cặp Infinity SM152. Đấy, một cái cặp loa rất khủng của Infinity. Dòng này thì sắp đặt trần một tháng có được khoảng 1-2 cặp loa này để phục vụ các bác. Và có tháng thì không về được cặp nào. Hôm nay thì rất may mắn về được một cặp Infinity SM152. Cặp này lại vỏ màu vân gỗ và rất đẹp và sang trọng. Thiết kế loa 4 loa trên một thùng. Một loa bass 40 rất là khủng, một loa bass 40 của Infinity. Hai loa trung, trong đó có một loa trung trầm và một loa trung cao. Một loa chép đom của Ponycell có hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Cặp này thì sắp đặt trần về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc và riêng nguyên bản 100% cho các bác chơi. Cặp này thì cái màu của nó là cái màu gỗ, đấy, màu gỗ màu cánh gián rất là đẹp. Tuyến loa đẹp xuất sắc luôn. Cái căng của em nó đây. Cái căng thì với cái lưới vải màu đen còn rất là mới. Bên trong thì khung xương bằng nhựa zin, thưa các bác. Đây, quay cho các bác chúng ta cùng xem. Và quá là đẹp luôn. Xuất sắc luôn, thưa các bác. Và để em tiếp tục quay phần tuyến loa cho các bác chúng ta cùng xem. Đây là phần tuyến loa của cặp SM152. Và con này thì đẹp hoa hậu luôn. Những cái cặp 152, 150, 155 về được còn đẹp như cặp này thì rất là hiếm. Hàng này hàng sót là trần đấu giá mạng về. Và các bác nhìn xem nó đẹp như thế nào. Nó đẹp ở từng chi tiết luôn. Từng con ốc đấy. Từng con ốc các bác nhé. Thấy rất là đẹp luôn đấy. Rồi đây, những cái chi tiết nhựa này còn rất mới. Nhiều con nó bị bạc, nó bị bay các cái phần nhựa này rồi đấy. Phần chỉ này rồi. Nhưng con này vẫn còn đẹp. Và đây cái tuyến loa của nó đây. Vâng, mọng căng luôn. Quá xuất sắc cho cặp SM152. Đấy, tuyến loa nhé. Đây, cái loa bass này còn căng mọng này. Còn căng mọng. Và cái phần rốn, cái phần nhũ logo của Infinity vẫn còn, nó chưa bị rụng. Cái cặp mà bên kia người ta chơi nhiều, người ta đánh nhiều, nó rụng hết các cái nhũ này. Dĩ nhiên là nó không ảnh hưởng gì chất âm, nhưng mà ý em nói đây là cái cặp loa còn rất đẹp, cho nên nó mới còn được cái phần nhũ đó. Phía dưới còn đầy đủ logo của Infinity. Dưới thì có một cái phần chân đế nữa. Đây, tiếp tục quay sang cái chiếc này cho các bác chúng ta cùng xem. Và quá là xuất sắc luôn. Quá mới. Và một cái cặp loa và phải nói là đỉnh cao luôn. Và đẹp kinh khủng khiếp luôn. Đây, đẹp kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Rồi. Quay cái phần hậu cho các bác chúng ta cùng xem. Đây, phần hậu này cũng là màu gỗ luôn. Đấy. Lỗ thông hơi. Đấy, ở phía sau. Phần cọc loa có cả cái số series. Đấy, cọc loa có cả cái số series. Và dĩ nhiên là bên kia thì cũng thế luôn. Đấy, cọc loa có cả số series. Cặp này thì có giá bán là 18.300.000 đồng. Một mức giá rất tốt cho anh em chơi. Đây là cái cặp màu gỗ các bác nhé. Có lưu ý là cặp màu gỗ, giá này là rất là tốt luôn. Đấy, 18.300.000 đồng. Tiếp theo thì quay sang JBL cho các bác. Đây, hôm nay rất là nhiều JBL. Từ loa thùng đến loa cây cột. Thì em sẽ quay cái cặp S312 này trước này. Cặp này thì về được khoảng 1-2 hôm rồi. Và cặp này thì bình thường thì về bán rất là nhanh. Chỉ khoảng mấy phút là lên sóng thôi. Hoặc là nửa ngày lên sóng là bán rồi. Tuy nhiên thì cái cặp này thì quay cái buổi tối hôm đấy và một cái bác khách chốt gọi điện vào rất là muộn, khoảng hơn 11 giờ đêm. Em đã không muốn nghe máy rồi, nhưng mà bác gọi 4-5 cuộc bắt buộc em phải nghe máy. Thì bác cứ nằng nặc, bác đòi chốt cặp này để mai bác lấy, mai bác chuyển tiền. Em chờ đến sáng mai, trưa mai, xong chiều mai. Đấy, gọi điện bác không nghe máy, nhắn tin bác không trả lời. Đấy, thế là biết bỏ bom rồi. Thế nên cặp đấy
gọi là bị phải vía đấy, phải vía đấy, một hai ngày hôm nay em lại đăng lại cho các bác chúng ta cùng xem cặp S312 rất khủng cặp này nhá, chân còn đầy đủ luôn đấy, các bác thấy chân còn đầy đủ nhé, thùng vách góc cạnh là led căng, tuyến loa căng mọng luôn. Cặp này thì các bác chơi đa năng đấy, cặp này chơi đa năng này, cặp Infi chơi đa năng này và hát karaoke được đấy, rất ok, tiếng bát lực đánh như bom luôn đấy, tiếng bát lực đánh như bom luôn, tuyến loa này mọng căng đẹp không tì vết luôn đấy, bát mít chép gần còn zin đây, gần còn zin, tiếng đánh rất khủng, cái bát này ra kinh khủng luôn đấy, mít chép lỗ thông hơi ở phía trước, căng cước còn đầy đủ. Cặp này thì có giá bán là 17,3 triệu đấy, 17,3 triệu các bác nhá đấy, rất đẹp luôn này. Đấy, rất đẹp luôn, long lanh bảy sắc cầu vồng, bát lo chip lo bát lo chép này, căng mọng mọng căng 17,3 triệu cho cặp này, căng đầy đủ, căng đầy đủ luôn đấy, 17,3 triệu. Tiếp theo thì em sẽ xin phép quay hai cặp JBL, hai cặp JBL này, hai cặp mỹ nồi dòng JBL cổ này, loa thùng cho nên là phải ngồi thấp xuống để quay cho các bác xem. Hai cặp JBL thì trong đó có một cái cặp là 4410 con tròn monitor và một cặp 4312 con tròn monitor. Cả hai cặp thì đều thiết kế là cái thùng vỏ vân gỗ đấy, thùng vỏ gỗ lạng rất đẹp, đều lỗ thông hơi ở phía trước. Và cái cấu hình thì gồm có 3 loa trên một thùng, một bát 30 mảng trắng, một loa trung giấy và một loa đấy. 4412 thì dùng chép đom titanium, còn 4312 thì dùng chép giấy. Tuyến loa rất đẹp cùng với thùng vách nét căng, e căng còn đầy đủ. Cặp 4344 thì sử dụng e căng của nó là khung nhựa và cái lưới vải màu xanh, còn cặp 4312 thì sử dụng khung gỗ và cái lưới vải màu đen. Đây, cho các bác chúng ta cùng xem. Đây, thùng vỏ nhé, nét căng luôn. Đây, nét căng luôn. Và em sẽ di chuyển so đúng cặp cho các bác chúng ta cùng xem. Đây, đấy, bên này là cặp 4312 này, đấy, bên này là cặp 4410 này. Đây, thùng vỏ rất đẹp. Đây, thùng vỏ rất đẹp, phần hậu này keng luôn đấy, phần hậu keng luôn. Và 4312 này đấy, rất là nét này, nét cứng luôn. Cầu loa, cặp loa tất cả còn đầy đủ. Đi vào cái chi tiết cái cấu hình loa 4312 con cho monitor. Đây có hai vi tinh chỉnh luôn đấy, này. Đây là loa mid, đây là loa chép này. Đây, bụi này. Đấy, hàng bề còn bụi như này. Lấy cái gì lau cho các bác quay cho nó sáng sủa, chưa kịp lau. Đấy, loa bát này, bát này căng mọng luôn. Đấy, trắng ngần. Đấy, trắng ngần luôn. Đấy, rất đẹp. Rất đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Và đây là 4410, 4411, 4411 là dòng cao cấp rồi. Đấy, cấu hình của nó y chang như con L112. Tuy nhiên L112 giá khá là cao, các bác chơi con này thì nó hợp lý hơn nhiều. Đây, bát là bát của L112, mid chép cũng thế ạ. Đấy, bát 30 màng màng trắng. Đấy, rất đẹp. Đây, là mid này. Mới tinh luôn. Ốc nhái sau bao nhiêu năm mà vẫn còn rất đẹp. Rồi loa chép này, chép titanium, chép này cái viền này là bằng kim loại nhá. Đấy, một số cái đời thấp hơn như là kể cả L100 là L100T nó cũng dùng cái chép cái chỗ này nhựa, nhưng con này là bằng kim loại luôn. Đấy. Đấy, rất đẹp. Tuyến loa này xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Báo giá cho các bác hai cặp này nhá. Báo giá cho các bác hai cặp này thì một cặp là cặp 4312 là 22,5 triệu và cặp 4410 là 24,5 triệu. Những cái dòng JBL bây giờ rất hiếm, không về được hàng đâu. Đấy, một cặp là 22,5 triệu và một cặp 24,5 triệu các bác nhé. Các bác quan tâm cặp nào thì alo cho em. Tiếp theo thì em sẽ quay cặp JBL. Cặp này là cặp JBL cao cấp thuộc cái đời cao, đời mới. Đấy, cặp JBL ES80
dòng ES là cái dòng dòng rời rất là cao của JBL. ES80 thưa các bác. Đây, cặp ES80 với cái cấu hình lên tới loa cột lên tới 5 loa trên một thân thùng. Đây, căng cước còn đầy đủ luôn. Đây, chân đế còn đầy đủ, còn đây là e-căng. Đấy, e-căng còn rất đẹp. Khung nhựa luôn. Đấy, có logo. Cặp này thì cấu hình 5 đường tiếng, xin lỗi các bác là 5 loa trên một thùng. Thì hai loa bass. Bass này khoảng 16,5 cm. Đấy, theo công bố của nhà sản xuất hai loa bass, một loa mid 12, một loa chép dom và một loa siêu chép. Trong cái dòng ES thì nó có ES80, 90, 100. Đấy, con này là ES80. Vâng, ngày xưa thì em bán một con ES100 rồi. Và ES100 thì rất hiếm, em bán xong 3 năm nay, 4 năm nay, 5 năm nay chưa gặp lại. Hôm nay gặp được con ES80. Đấy, thiết kế rất là high end nhé. Trước là to này. Đấy, nó khoảng 24-25, sâu là 30. Cao thì cỡ khoảng 1 mét các bác nhé. Đấy, rất đẹp. Đấy, rất đẹp luôn. Đặc biệt là những cái dòng này thì tuyến loa xuất sắc luôn. Đây siêu chép đây. Siêu chép của JBL. Rồi chép đo. Rồi mid, bass thì sử dụng gân cao su zin. Đây, ốc nhái nó như mới thế này cơ mà. Đây, ốc nhái nó như mới như thế này. Và phía đằng sau em mời các chúng ta cùng xem. Đấy, cầu loa, cọc loa còn đầy đủ. Bên này cũng thế nhá, em quay cho các bác xem bên này. Và tất cả các cái chi tiết còn rất đẹp. Thùng vách này, góc cạnh này. Đấy, tuyến loa này. Tất cả loa zin nguyên bản, ốc chưa tháo khỏi khối thùng. Đấy, cặp này thì chơi nó kiểu tiếng nó sạch sẽ, chi tiết. Tí nữa em sẽ cho các bác nghe cặp này. Chân đế còn đầy đủ. Phía đằng sau. Phía đằng sau có một lỗ thông hơi. Đây, cặp này. Cặp loa của JBL. Đây. Model là ES80 của thuộc dòng series ES. Đấy. Cặp này trở kháng 8 ohm, cặp này 13.800.000 đồng. 13.800.000 đồng cho cặp này. Bây giờ em sẽ test cho các bác. Nhân tiện test cặp này thì em sẽ test luôn. Ở đây em có hai con đầu đọc CD của Pioneer, nhưng mà lại kiêm cái chức năng giải mã. Hai con đầu đọc của Pioneer kiêm chức năng giải mã. Con này là Pioneer PDR-R5. Thì con này nó hoạt động như thế nào? Đấy, nó có thể là chơi được đĩa CD và nó có thể là chơi được giải mã, tức là nghe nhạc từ trên mạng, từ trên YouTube xuống. Đây là đọc đĩa CD, nhưng mà em không có sử dụng đĩa CD các bác nhé. Đấy, và em sử dụng cái nhạc ở trên mạng. Nhạc ở trên mạng xuống thì em cắm cái đường cáp quang vào. Đây, em cắm cái đường cáp quang từ trên TV xuống đây. Đấy. Xong rồi từ đầu đọc em cắm xuống âm ly. Đấy, thì nó có giải mã. Đấy. Nó có giải mã mà cái giá nó rất tốt, vừa chơi được CD vừa giải mã. Đặc biệt con này giải mã thì không cần đĩa mồi, rất là tiện. Đấy. Đây nhá, em sẽ hướng dẫn qua cho các bác. Đấy, đầu tiên em tắt nguồn này. Đấy. Xong rồi mình bật nguồn lên này. Bật nguồn lên thì bây giờ mình chỉ cần ấn vào chữ REC là nó sẽ bắt đầu hoạt động. Đấy. Ấn vào chữ record đấy là nó sẽ bắt đầu hoạt động. Thì ở đây có cái đường đấy, ấn vào chữ input. Đấy, chất âm rất hay. Con này 6 triệu một con nhá. Xin lỗi các bác, 5 triệu 8 thôi. Xin lỗi các bác, con này nhầm giá, thì em nhớ lại xem nào. Hai con đầu đọc này thì vâng. Hai con đầu đọc này thì có giá bán là 5,5 triệu. 5,5 triệu một con. 5,5 triệu cho một con ạ. Vâng, em nhầm giá. 5,5 triệu cho một con Pioneer. Đây, và em đang test cặp JB. Âm sắc rất hay, tiếng nó tí tách. Đầu loa 13,8 triệu.
đầu đọc kiêm giải mã, đầu đọc CD kiêm giải mã là 5,5 triệu, đang ghép với một con âm ly Sansui 607 LX Tra. Con này 10,3 triệu có mã gỗ các bác nhá, đời có mã gỗ. Con này em có clip rồi. Sang đây thì em có hai con này mới về này, giới thiệu luôn cho các bác. Hai con 5.000A. Hai con 5.000A tuyển chọn rất đẹp này. Trắng bong, trắng bút luôn. 5.000A thì chơi loa cổ Pioneer Sansui Kenwood. Đấy, bày trong hệ thống âm thanh cổ và chơi được nhất rất nhiều các loa khác. Vỏ gỗ đầy đủ. 5.000A này và các bác nào cần chi tiết thì em sẽ có chi tiết cho các bác. Tiện này em quay luôn thôi. Con 5.000A này thì bên em bán 15 triệu cho một máy. Đấy. Trên này có một con đờ lông 940. 940 thì là em của 940V, 10,5 triệu. Rất đẹp. Đấy ạ. Máy em tuyển chọn thì rất đẹp luôn. Đấy. Máy em tuyển chọn rất đẹp. Quay lại test cặp loa. Trong kia có một cặp Heco của Đức. Heco của Đức. Con này Heco Mitho 500. Khá là đẹp và ấn tượng. Một bát, hai bát. Hai bát 20, một chép đo. Con Heco này thì giá 12,5 triệu thôi. 12,5 triệu căng của nó đây. Căng của Heco đây. Chân dài. Vâng, em cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Xin chào các bác.